Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 29 tháng 9 năm 2023, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc Tập đoàn Ronzer, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Công nghệ bán dẫn Bingo và hơn 50 lãnh đạo các doanh nghiệp công nghệ Nhật Bản đến tham dự. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Phước Sơn nhấn mạnh năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tại thành phố Đà Nẵng, Nhật Bản là quốc gia đầu tư lớn nhất vào thành phố Đà Nẵng, chiếm 23% tổng số dự án FDI và 25% tổng nguồn vốn FDI đầu tư vào thành phố Đà Nẵng. Chính quyền Đà Nẵng luôn xem Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, góp phần tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua và trong tương lai. Hiện nay, Đà Nẵng đang tập trung thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch, các sản phẩm thân thiện với môi trường, khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng xanh trong hoạt động sản xuất và phát triển các công nghệ ít phát thải. Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường là một trong những yêu cầu quan trọng và ưu tiên hàng đầu, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố mong các nhà đầu tư Nhật Bản tin tưởng đầu tư vào thành phố Đà Nẵng và trở thành một bộ phận quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Tại buổi hội thảo, thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu tổng quan về môi trường đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cảng biển, cảng hàng không, phát triển nguồn nhân lực, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp thành phố. Các nhà đầu tư Nhật Bản đã quan tâm tìm hiểu các vấn đề liên quan đến ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đất đai, quy mô đầu tư, thủ tục đầu tư, nguồn nhân lực, v.v. Các ý kiến của nhà đầu tư đã được các cơ quan thành phố trao đổi rõ ràng, thẳng vào các vấn đề doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm. Tại hội thảo, nhiều nhà đầu tư Nhật Bản mong muốn sẽ đến thăm, tìm hiểu và làm việc với các cơ quan của thành phố để tìm hiểu cơ hội đầu tư trong thời gian đến. Chiều cùng ngày, đoàn công tác thành phố đã đến thăm, làm việc tại tập đoàn Ronzer về hoạt động lĩnh vực bán dẫn. Đón tiếp đoàn có Tổng Giám đốc Tập đoàn Ronzer, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Công nghệ bán dẫn Bingo. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Phước Sơn đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với các ban ngành liên quan hỗ trợ nhà đầu tư để có cơ hội tìm hiểu và xúc tiến đầu tư vào thành phố. Trước đó vào ngày 28 tháng 9 năm 2023, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng cũng đã đến thăm và làm việc tại cảng cá Wakaura, thuộc tỉnh Wakayama, Nhật Bản. Tiếp đoàn thành phố Đà Nẵng có ông Hanada Soichi, Giám đốc điều hành Cục Cảng và Sân bay, ông Okazawa Toshihiko, Giám đốc điều hành quan hệ quốc tế và các lãnh đạo thành viên cảng cá Wakaura. Tại buổi làm việc, đoàn nghe thuyết trình về hệ thống cảng cá của Nhật Bản, tham quan thực địa tại cảng cá Wakaura thuộc tỉnh Wakayama. Tỉnh Wakayama ngoài nông nghiệp, đánh bắt và chế biến thủy sản là thế mạnh của vùng khi có một nửa ranh giới giáp biển. Trong số các loại thủy sản của Wakayama, nổi tiếng nhất là cá ngừ. Với kỹ thuật đánh bắt cá ngừ giúp đảm bảo thịt cá giữ được hương vị tươi ngon khi chế biến, cá ngừ Wakayama luôn là thương hiệu cá ngừ tiêu dùng ở Nhật Bản và nhiều nơi trên thế giới.